Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ khó dung nhường lê Khổng Dung tự văn cử: người khúc phụ nước Lỗ, thời Đông Hán, đối với nho học và văn học đều có thành tựu lớn, đứng đầu trong bảy vị văn chương kiệt xuất thời Kiến An, còn là vị danh nho vào cuối thời Đông Hán và là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử. Khổng Dung lên 4 tuổi đã biết kiềm chế chính mình nhưng nhịn người khác, biết yêu thương huynh đệ. Câu chuyện nhường quả lê lớn cho anh trai của Khổng Dung đã trở thành tấm gương tốt nhà nhà đều biết đến. À, bay thật là cao. Hả? Dừng lại. Ây da, đứa nào cắn được của ta vậy? Tôi xin lỗi. Còn cái gì xin? Mau tránh được cho ta. Ôi đau quá đi mất. Giò rượu của ta, bảo vật gia truyền của ông nội. Cái này đều là do cái tường xui xẻo này. Rốt cuộc là nhà của ai đây? Là tường của nhà đệ. Cái gì? Hèn gì ngươi không biết điều. Đi, dẫn tên đi gặp cha mẹ của ngươi đi. Nhưng cái gì? Người nhà của ngươi phải bồi thường cho ta. Thưa cha, huynh đệ khoan này thật không biết điều. Rõ ràng là huynh ấy tự mình té ngã, chính mắt con trông thấy. Vậy mà huynh ấy lại ăn giả, bắt đền một khoản tiền lớn nữa. Từ của nhà mình chúng ta vẫn chưa kêu huynh ấy sửa. Mẹ, xem ra lòng người nơi đây hãy còn khiếm khuyết. Nhưng mà con à. Dạ, con hiểu ý của mẹ. Hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Con được phái đến làm đô úy dùng Thái Sơn này, vì quản lý có chỗ sai sót, con nhất định sẽ xử lý thật thỏa đáng, không để dân oán. Thưa bà, việc này sao có thể trách cha ạ? Xử sự với người, lùi một bước thì trời cao đất rộng. Lấy tâm làm phước điền thì cha trồng nhân, con hái quả. Tư tưởng xử thế này của Thánh Hiền, con cháu nhà họ Khổng phải đời đời noi theo và xiển dương. Vâng thưa mẹ. Thưa cha, sao cha cho dỡ bức tường đó đi vậy? Nhà mình bị góc tường này nhô ra lối đi, dễ tạo thành bất tiện cho người đi đường khi quẹo góc. Nếu không thì anh hàng xóm đã không bị dỡ giò rượu rồi. Nhưng nếu không có tường thì nhà mình sẽ sụp mất. Con đừng lo, cha sẽ cho làm góc tròn lại, như vậy sẽ còn đẹp hơn nữa. Người xưa dạy rất hay, như người một tấc, người sẽ đáp lại một thước. Cha đi đâu vậy? Cha đem tiền bồi thường cho người ta. Dung Nhi, con hãy cùng đi nhé. Cha không biết đâu. Cái giò rượu ấy kỳ thực chẳng phải là thứ gì quý hiếm đâu à. Con à, có câu là người có lỗi chớ vạch trần, chỉ dùng tâm trí thành mà đối đãi. Ý nghĩa bên trong vô cùng sâu sắc, khi con lớn lên rồi sẽ từ từ hiểu ra thôi. Rẽ quẹo góc xin cẩn thận. Cha ơi, cha nghĩ thật chu đáo. Con à, ta chỉ làm theo câu nói, như người một tấc, người sẽ đáp lại một thước. Tinh thần nhường tài vật và nhường lý lẽ của phụ thân Khổng Dung nhanh chóng lan truyền khắp dân chúng trong vùng. Bá tánh nhân dân đều bái phục tâm rộng lượng khoan hòa của vị quan phụ mẫu này. Phong khí cũng dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời góc tường được sửa chữa đó đã được mọi người đặt tên là góc tường Phản Tỉnh.
Diêm Nhi rất kính phục tấm lòng của cha. Như người một tấc, người sẽ đáp lại một thước. Con đã hiểu rồi ạ. Từ đó về sau, Khổng Dung càng gắng sức dụng công đọc sách, xuất khẩu thành thơ, tiến lui đều giữ lễ, nhận được sự tán thán của xóm làng. Nhưng anh chàng hàng xóm đó luôn luôn có tâm đối địch với Khổng Dung. Không lâu sau, ngày mừng thọ của bà nội đã đến. Ây da, quả thật là đại thọ, đại thọ. Ây da, chúc bà cụ vạn thọ vô cương à. Con chào bác. Mời bác vào. Ây, cháu Hoàng. Hả? Chào huynh Đại Khoan, xin mời vào. Đại Khoan. Đại Khoan, cảm ơn cháu đã đến. Xin mời vào. Đừng khách sáo, trời nóng quá, người lại đông. Cháu muốn ra giường cho thoáng gió. Cứ tự nhiên. Giả bộ khách sáo làm gì? Sao ta không nhân cơ hội này? Chư vị hương thân, từ lâu đã nghe tiếng tiểu công tử Khổng Dung hiểu rành thi thư, phải kiểm tra mới biết. Hôm nay nhân ngày đại hỷ đây, chúng ta hãy tìm hiểu thử xem như thế nào vậy. À, ý kiến hay à. Anh chàng làng khoan này lấy nước cờ nào nữa đây? Cảm ơn lời khen của các vị trưởng bối. Trước người lớn chớ khoe tài. Dung con tuổi nhỏ học cạn, chỉ có thể vì mừng thọ bà nội và các vị trưởng bối mà tiếp thêm tiếng cười nói thôi à. Đứa bé này nói chuyện như người lớn vậy, thật là hiểu lễ. Được, tiểu công tử, trong vườn nhà cậu trồng thật nhiều cây, có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? Cây kia là cây gì? À, là cây thông. Cho hỏi, cây kia là cây gì? À, cây cỏ. Cây cỏ à? Cây này chỉ miền Nam mới có. Vậy cây kế bên tôi là cây gì? Đó là cây hòe. Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ gì cả, quả thật là hồn nhiên dễ thương. Có thể khiến các vị trưởng bối vui vẻ. Dung Nhi rất là vui à. Dung Nhi còn có một câu chuyện cười thú vị muốn kể cho các vị trưởng bối nghe à. Được, nghe xem nào. Hả? Nói nghe xem nào. Dưới cây này có một vị trưởng bối đang ngồi. Dung Nhi gọi trưởng bối là công, cho nên cây này là cây thông. Dưới cây này là bà nội của con. Bà nội là tổ tông của Khổng gia, nên gọi là cây cọ. Còn cây thứ ba này, người mà đức hạnh khiếm khuyết bị gọi là quỷ, cho nên đây là cây hòe. Người Đại Khoan đúng là nghệ ông đập lưng ông đi mà. Đúng vậy, đúng vậy, đúng rồi. Công tử Khổng Dung tuổi còn nhỏ mà thông minh như vậy, tương lai nhất định là thành người kiệt xuất. Dung Nhi. Dạ. Dung Nhi. Thưa cha, huynh Đại Khoan hiếp đáp con. Im miệng, con đã biết là với người lớn chớ khoe tài. Tuổi còn nhỏ mà đã cậy có tài kiêu ngạo như vậy, khua môi múa mép, hãy ở đó mà phán tỉnh đi. Với người lớn chớ khoe tài, anh thương em kính anh. Ây dạ, đói bụng quá. Dung Nhi à. Anh ơi. Em đói rồi phải không? Mau ăn đi. Anh à, anh tốt thật mà. Em ở bên ngoài một mình không an toàn, để anh đi nấp lén lén bảo vệ em. Báo oán ngắn, báo ân dài. Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài. Việc anh họ như anh ruột. Cha ơi. Cha ơi, con đã hiểu rồi. Dung Nhi, về nhà ăn cơm thôi con. Cha ơi, con sai rồi. Con sau này nhất định sẽ giống như cha, có tấm lòng mới là người quân tử. Cái gì gọi là tấm lòng vậy con? Dạ, là nhường nhịn người khác. Tâm lượng rộng rãi là mình muốn có thành tích thì cũng mong người khác có thành tích. Mình muốn làm điều hay thì cũng mong người khác làm điều hay. Nếu lý của người đúng, lý của mình sai, mình nhường vậy. Nếu lý của người sai, lý của mình đúng, mình nhẫn vậy. Điều này cần gian khó rèn luyện. Con đã nói con hiểu được đạo lý. Như người một tấc, người sẽ đáp lại một thước. Vậy con đã đạt được những gì? Điều lợi à? Điều lợi và còn gì nữa? Lợi ích. Con được sự khen ngợi của mọi người nên đắc ý. Cái mà con đạt được chỉ là hư vinh. Thưa cha, Dung Nhi hiểu rồi. Đạo lý đạt được phải là lòng người đúng không ạ? Không sai, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng. Nhân chi sơ tánh bổn thiện.
Vì mê hoặc bên ngoài mà con người ta thường mê mất thiện tâm tự mình vốn có. Nếu chúng ta là một tấm gương thiện hạnh thì người khác sẽ thức tỉnh, sẽ khôi phục thiện tâm của chính họ. Đối với mình và người đều có lợi. Người thì có cơ hội phản tỉnh thay đổi, mình thì được tâm lượng quảng đại, đức hạnh ngày một tăng. Nếu ăn thua đủ với nhau, miệng lưỡi công kích nhau thì người và người sao có thể hòa thuận được, hoàn toàn tương báo biết đến bao giờ hết. Những lời dạy dỗ thiết tha của cha đã khiến cho lòng của cậu bé Khổng Dung sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa thâm sâu của việc nhường nhịn. Mấy ngày sau đó, thời tiết nóng bức, oi ả lạ thường, bà nội của em bị nổi nhiệt. Hả? Bà nội ơi, bà bị nổi nhiệt rồi. Mẹ ơi, mẹ xem con mua gì về đây. Mẹ nhìn xem. Hả? Bà nội ơi, ăn lê sẽ giải nhiệt à? Tên là Lê Lộc Bảo Thạch, hiệu quả giải nhiệt và tính bổ dưỡng của nó còn dược hơn thuốc tiên. Lê Lộc Bảo Thạch chẳng phải là cống phẩm dân cho hoàng thượng đó sao? Là con đặc biệt năn nỉ tuần phủ đại nhân mua lại đó à? Ngoài chợ đều không có bán. Ây da, vậy phải mất bao nhiêu tiền vậy? Mẹ già cả rồi con. Con hãy để cho các con và các cháu ăn đi. Thưa mẹ, mẹ tuổi tác đã cao, thân thể đã suy yếu như vậy, chỉ là bị nổi nhiệt thôi mà. Có chuyện gì lớn vậy? Uống chút trà là khỏi thôi mà. Việc này, thưa cha, để con đi mời Lê bà nội cho. Bà nội sẽ nghĩ tình Dung Nhi còn nhỏ, nhất định sẽ tiếp nhận thôi. Dung Nhi giỏi lắm, con đi đi. Phần này của bà nội, phần này của cha, phần này của anh, phần này của em trai, phần này của mình. Hay à, răng của bà nội nhai không nổi, phải làm sao đây? Phải rồi, nấu lê thành nước. Bà Hồng Nhi, trời sắp sáng rồi, con đi về ngủ đi. Không sao đâu cha, gần đây cha bận bịu công việc, con có trách nhiệm cùng chia sẻ với cha. Bây giờ mình nên đi dâng lê cho cha và anh rồi, phải rồi. Thưa cha, thưa anh, hai người vất vả rồi, xin mời ăn lê, thức khuya sẽ nổi nhiệt đó. Anh ơi, em mời anh. Dung Nhi à, em cũng ăn đi. Anh à, em đã ăn rồi, đây là phần của anh đó. Nước ngọt của quả lê quả nhiên đã khiến cho sức khỏe của bà nội chuyển biến tốt. Cả nhà đều vui sướng vô cùng. Nhưng bé Khổng Dung lại gặp vấn đề. Ơi, Dung Nhi ngoan nào, mau bỏ tay ra để bà nội xem. Ây da, Dung Nhi bị nổi nhiệt rồi đây nè. Ây da, anh bị đau. Việc này phải làm sao đây? Mày à, đúng rồi, quả lê. Con à, dạ, con hãy đi mua loại lê mà lần trước con mua để giải nhiệt cho Dung Nhi đi. Dạ. Cảm ơn anh, em không đau đâu. Dung Nhi à, em hãy nói thiệt với anh đi. Lê lần trước em có thiệt là có ăn không? Dung Nhi à, đây là lê mua dành riêng cho con ăn đó. Con cảm ơn bà nội, cảm ơn cha, nhưng con ăn không hết nổi đâu ạ. Vậy con hãy đem số lê còn lại chia cho mọi người đi. Dạ. Thời giờ không còn sớm nữa, Tao Nhi xin đưa bà nội về phòng nghỉ ngơi nhé. Ừ, về phòng đợi nước quả lê của Dung Nhi. Mẹ à, đi thôi. Bà nội, cha, sao mọi người lại đến nữa vậy? Dung Nhi à, cha đột nhiên nghĩ ra là nhà chúng ta có một việc cần phải bàn bạc một chút. Được rồi, mọi người hãy đem số lê của mình đưa ra xem nào. Ừ,
Dung Nhi à, lê của con đâu? Thưa cha, có phải Dung Nhi đã làm việc gì sai rồi không? Dung Nhi ngoan, làm gì có chuyện đó chứ. Mau đem lê của con đưa ra xem nào. Anh ơi, quả lê của anh Dung Nhi là nhỏ nhất. Dung Nhi à, sao con đem trái lê lớn nhất chia cho bà nội và cha vậy? Bởi vì hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, bà nội và cha đều là trưởng bối. Đối với Dung Nhi có ân dưỡng dục nên phải được quả lê lớn nhất à. Vì anh và con đều ngang hàng. Vì sao lê của anh to hơn lê của con vậy? Anh thương em kính anh. Anh lớn tuổi hơn còn lại chăm sóc con như vậy, con phải nên cung kính anh. Quả lê lớn nên để cho anh. Vì cha cũng không hiểu, em trai nhỏ tuổi hơn con, vì sao lê của nó vẫn to hơn lê của con? Em trai nhỏ tuổi nhất, con nên yêu thương em, chăm sóc em, nên quả lê lớn nên cho em ạ. Dung Nhi à, nhưng hiện giờ con đang nổi nghiệp mà. Bà nội và cha đã đặc biệt mua cho Dung Nhi loại lê quý này, đã quan tâm Dung Nhi rồi. Dung Nhi tuổi còn nhỏ, mụn nhiệt cũng nhỏ, nên ăn quả lê nhỏ là đủ rồi à. Thưa cha, cha đã dạy Dung Nhi rằng phải cung kính nhường nhịn, tâm lượng quảng đại, giữa anh em ruột với nhau càng phải nên như vậy. Không sai, anh em thuận hiếu trong đó, đây là kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ. Tiền của nhẹ oán nào xanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Hễ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Giỏi lắm, đều là những đứa cháu ngoan cả. Dung Nhi chắc là khác lắm rồi, chúng ta mau ăn lê thôi. Ây da, ngọt quá. Ngọt thiệt cha ơi. Dung Nhi từ trước đến giờ chưa ăn qua trái lê nào ngon như vậy hết. Dung Nhi, em vẫn chưa trả lời anh. Lần trước em thì có ăn lê không? Lần trước em thấy anh phụ cha làm việc vất vả cả đêm, sợ anh bị nhiệt nên đã đem phần của em cho anh. Hả, bà nội? Dung Nhi, em đợi một lát. Bà nội. Dung Nhi ngoan, lần này mọi người thống nhất cả rồi, con phải ăn cho hết, không cần nhường cho ai, có được không? Dung Nhi, em ăn cách này sẽ không đau đâu. Việc nhường nhịn của Khổng Dung cảm động người anh trai, cũng khiến cho tâm lượng của cậu bé Khổng Dung càng rộng mở hơn. Hả? Là túi tiền. Dung Nhi, em về nhà trước đi, anh ở đây đợi chủ nhân của nó. Con à, con ở đây làm gì vậy? Con đang đợi người đánh rơi tiền à. Là tiểu công tử nhà họ Khổng à? Túi tiền đó là của ta làm mất đó. Thật sao? Huynh mất bao nhiêu tiền vậy? Cái này, để ta xem coi còn lại bao nhiêu tiền đã. Cái gì? Chỉ có 20 lượng thôi. Bên trong của ta là rõ ràng có 50 lượng mà. Huynh nói gì vậy? Phàm nói ra tính trước tiên. Mau đền tiền cho ta, thằng nhóc ăn trộm này. Huynh, huynh đổ quan cho người tốt. Đại quan, sao ngay cả con nít mà ngươi cũng bắt nạt vậy chứ? Việc này, anh ơi, huynh đại quan giống dĩ là 50 lượng. Điều này cho thấy cái túi này là cái túi của huynh bị mất là không giống nhau. Tiểu đệ vừa mới nhặt được một túi bên trong có 50 lượng, huynh có thể theo đệ về nhà lấy được không? Vậy à, thế nào? Tôi không có nói láo đó chứ. Các ngươi đã hiểu lầm cho tôi rồi. Anh trai cuối cùng đã tìm ra người thật sự đánh rơi tiền. Nhưng đại khoan sau khi đã cầm lấy số tiền bất nghĩa đó, khi nghĩ đến việc làm của cậu bé Khổng Dung, trong lòng càng bất an vô cùng. Cuối cùng cũng có một ngày. Thưa cha, tụi con ra ngoài chơi ạ. Được.
Nguyên đại khoan, vì cái tên cây lần trước tiểu đệ háo thắng tranh hơn, làm tổn thương đại ca, tiểu đệ chân thành xin lỗi. Việc anh họ như anh ruột, lần đó đại ca nhất định có việc gấp, tiểu đệ lẽ ra nên nhường nhịn. Đại ca có thể tiếp nhận tiểu đệ làm anh em được không ạ? Nhưng người một tấc, người sẽ đáp lại một thước. Mình muốn có thành tích thì cũng mong người khác có thành tích. Mình muốn làm điều tốt thì cũng mong người khác làm điều tốt. Xử sự với người lùi một bước thì trời cao đất rộng. Lấy tâm làm phước điền thì cha trồng nhân, con hái quả. Cửa lòng rộng mở thì mọi việc đều rộng mở hanh thông. Chữ nhường nhịn này có thể hóa giải rất nhiều tranh cãi, đem lại lợi ích cả đời. Cẩn dịch: vọng tây cư sĩ, liên tú cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.